Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Đỗ Sinh thực hiện một cuốn video đặc biệt trong dịp tôi về thăm vườn cảnh anh Bùi Dũng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vâng, nói đến anh Bùi Dũng thì chúng ta còn có một cái tên gọi rất là quen thuộc, đó là anh Dũng Chọc. Sáng nay là ngày 27 Tết Canh Tý. Về với thành phố Việt Trì, về với vườn cảnh anh Bùi Dũng, chúng ta được tận hưởng những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật rất là đặc biệt. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong một hai cuốn video phát luôn ngày hôm nay và ngày mai để chúng ta chia sẻ. Vâng, chào anh Bùi Dũng. Vâng. Ngày này chuẩn bị đón xuân Canh Tý bận rộn mà anh vẫn bớt chút thời gian để sang thăm vườn được. Xin chào anh. Vâng. Và nhân dịp cái chuẩn bị chia tay xuân Kỷ Hợi sang năm xuân đón xuân Canh Tý thì xin được thay mặt cho chính bản thân mình và cho những anh em yêu cái bộ môn cây cảnh nghệ thuật của Việt Trì, của Phú Thọ nói riêng cũng như là của toàn quốc thì xin được gửi lời chúc tới những anh em yêu thích bộ môn. Lời chúc sức khỏe chân thành nhất và mong anh em là sang năm mới đón một xuân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và làm sao trong vườn có nhiều những cây đẹp hơn và những cây giá trị về vật chất cũng như tinh thần hơn nữa. Và xin cảm ơn anh. Còn sau đó thì anh có thể giúp Dũng là quay lại toàn cảnh cái một số cái tác phẩm ở vườn để gửi tới những người yêu bộ môn cây nghệ thuật. Vâng, xin cảm ơn anh Dũng nhé. Cảm ơn anh. Nhân danh cá nhân cũng như là thay mặt các anh em trong làng chơi trên cả nước, vâng, kính chúc anh cùng với gia đình một mùa xuân mới ấm áp và hạnh phúc nhé. Dạ, vâng, và anh. Vườn anh ngày càng thêm nhiều tác phẩm đẹp, độc đáo để Đỗ Sinh được lui tới. Trước hết là tham quan thưởng thức, thứ hai là truyền tải những cái video, những cái nét đẹp của bonsai nghệ thuật vườn cảnh Bùi Dũng đến với những người đam mê trong cả nước. Vâng. Tuy còn hạn chế nhưng mà thôi thì đang khắc phục dần anh ạ. Nên là cũng mong là cả bản thân cũng như là tất cả các anh em thì cùng nhau nỗ lực, cùng nhau là chúng ta cộng tác phát huy về nghệ thuật rồi thì chia sẻ để chơi cho nó cộng đồng vui vẻ. Vâng. Bây giờ Đỗ Sinh sẽ đưa hình ảnh tổng quan của khu vườn anh Bùi Dũng. Sau đó cùng với anh Bùi Dũng sẽ chia sẻ với các bạn trong những cuốn video tôi sẽ phát từ chiều nay và ngày mai. Chúng ta được tận hưởng cái không khí một vườn cảnh rất là đẹp, trau chuốt, cộng với cái không khí xuân Kỷ Hợi đã cận kề qua những lời tâm sự của anh Bùi Dũng. Với những phút đầu của cuốn video này thì không gian rộng mở, vườn cảnh Bùi Dũng, Đỗ Sinh sẽ khép lại ở đây. Chúng ta đi chi tiết một số những cái tác phẩm rất là độc đáo. Qua tâm sự của anh Dũng, tôi được biết là anh mới có nhập về một vài những cái dòng cây rất là có giá trị. Ví dụ như những cây trà, những cây mộc và một số những cái tác phẩm bonsai nghệ thuật. Tôi sẽ chia thành 3 cuốn video. Cuốn video ngay ban đầu đây thì tôi với anh Bùi Dũng sẽ giới thiệu với các bạn những cây trà và những cây mộc trong không gian vườn cảnh. Tiếp đó là hai cuốn video về những cái tác phẩm cây cảnh nghệ thuật rất là phong phú về chủng loại, về dáng thế tại vườn cảnh anh Bùi Dũng. Vâng, và đến hình ảnh này chúng ta cùng nhau thưởng thức. Đó là lối chơi rất độc đáo của anh Bùi Dũng. Đây là cái cũng là vô tình thì thấy nó hay hay thì ta bày đặt theo lối chơi kiểu đối xứng. Vâng.
Ví dụ như cái đôi trà bạch này thì cũng tương đối là đẹp, tương đối hiếm một chút. Thì vừa rồi đã nhập về thì cùng đặt song song cùng với cái cặp mộc đôi. Vì cặp mộc này thì cũng mua tại Việt Trì. Và cũng là chắc là các bạn cũng đã biết rất nhiều, các anh chị đã nhiều người biết rồi. Thì hôm nay thì mới thêm đôi trà nữa thì bày cùng với nhau để cho ta thành một bộ ba. Thế ngoài ra thì còn rất nhiều trà hồng, trà bạch nữa, rồi thì trà thâm hồng này, rồi trà các loại trà khác. Nhưng còn giống trà thì nó có rất nhiều, nó có 300 loại trà khác nhau. Nhưng ở đây thì tôi cố gắng tuyển chọn những loại của bản địa của Việt Nam mình, chứ không chơi trà nhập ngoại. Xin thưa với quý vị như vậy. Vâng. Và mộc cũng vậy, cũng chơi nguyên mộc bản địa của vùng phía Bắc. Đó là cái vùng Phú Thọ, Tuyên Quang, rồi những cái vùng Yên Bái. Đấy là những cái dòng đặc trưng về mộc, cái chất mộc nó đẹp hơn. À, qua lời chia sẻ của anh Bùi Dũng, bây giờ chúng ta cùng nhau đến quan sát cận cảnh cặp trà cổ và cặp mộc theo cái lối chơi đối xứng với hình ảnh mà chúng ta vừa được thưởng thức một cách tổng thể nhất. Vâng, trước hết là chúng ta tiếp xúc cận cảnh một cây trà trước nhé. Đó là cây bạch trà, phải không anh? Vâng, cây bạch trà. Thì cái giống trà bạch này thì nếu là trà Tàu, trà Đài Loan thì thường là cánh nó xếp mà. Đấy, tôi lấy ví dụ như cái bông mà đã rụng rồi. Vâng. Thì nếu là trà của trà nhập, trà Đài Loan, các giống khác á, thì họ cũng có trà bạch. Thế nhưng của họ có tâm và cánh họ xếp đều như cánh sen. Nhưng riêng trà của Việt Nam mình, trà gốc thì trà này nó không có tâm và cánh thì không xếp đều như cánh sen, không xếp lớp. Đấy là những cái nét để có thể phân biệt giữa trà Việt Nam và trà Đài Loan. Vâng. Cũng xin thưa là cái này thì cũng phải các bạn, các anh, các chị mà chơi trà cũng thông cảm, vì nó rất nhiều loại trà, vì nó đã nói là 300 loại trà. Thế là cái đặc biệt nữa là chỉ có trà bạch thì mới mọc từ dưới gốc. Vâng. Đấy. Đấy là cái đặc biệt của trà bạch, còn các dòng trà khác thì không mọc từ ở gốc. Vâng. Qua các cái chân đế rễ và kể cả những cái thân rễ đã toài ra khỏi gốc cây rất là xa, nhưng vẫn có rất nhiều những cây trà nhỏ mọc lên. Và thậm chí còn có những cây ở chúng ta còn có thể dùng từ gọi là tử treo đây. Vâng, cách cái mặt chậu khoảng độ 10 đến 15 cm. Rất hay. Đúng là đồng con nhiều cháu. Đúng không anh? Dạ vâng, anh có thể quay một bông và một bông chi tiết đấy, cái bông này khi nó nở rộ hết thì coi nó to gần như là cái miệng bát, hay là có miền trong người ta gọi là chén để dùng cơm đấy. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Đẹp quá đây. Cái đường kính nó đến khoảng độ 9 đến 10 cm, nếu mà tính theo vanh thì nó khoảng 30 vanh. Quá đẹp kìa. Nhìn nó tinh khôi. Ngày xưa mà đám cưới cô dâu được bông trà này là tuyệt vời đấy. Vâng. Và cái cây trà cổ này thì cái gốc này đường kính đạt bao nhiêu anh? Cái cây này là vanh hiện nay là bây giờ là vanh 50 54 dưới gốc, còn ở trên lưng thân vậy là 16 17. Vâng, nó khoảng vậy. 17 là 51 mà. Cho là 17 cm đi. Và chiều cao tổng từ mặt chậu lên đến đỉnh ngọn là 3 mét ạ. Vâng. Vâng, đẹp quá. Điểm thoát thân cũng rất là lý tưởng. Đó là điểm thoát thân đạt khoảng 80 cm. Vâng, thoát thân cứ từ 70 đến 1 mét là tuyệt vời. Và các nhánh thì cơ bản trà thì ít thoát thân, đa phần là mọc búi. Các nhánh đưa ra rất đều các phía luôn. Tạo thành một cái tán ô, tán nấm rất đẹp. Vâng, chia tay với cây bạch trà cổ, chúng ta đến với cặp đôi mộc. Cái bóng dáng tổng thể những phút trước chúng ta đã quan sát, đây là cận cảnh cái hai cây mộc. Anh Bùi Dũng lại thiết kế là đặt song song cạnh nhau. Báo cáo anh là cái này là do mua tại Việt Trì, và khi xưa gia đình này là có 2 người con, cũng đều rất là phương trưởng và thành đạt. Thì cặp mộc này thì bây giờ người em bây giờ đã là 78 tuổi. Thì khi sinh ra người em thì ông cụ có trồng hai cây mộc này, thì cái cặp mộc này hiện nay vẫn còn sống. Ông em và ông anh đều còn sống cả. Người anh trai thì đang ở Hà Nội làm quân đội.
đại tá nghỉ hưu, còn người em thì hiện nay đang ở nhà nghỉ hưu rồi, 78 tuổi. Vâng. Thì tôi cũng được cái may duyên may mắn là được gia đình nhượng lại cho cặp mộc này. Để trồng gần như đây là theo mang cái lối huynh đệ, ông cụ ngày xưa đã trồng từ trước. À, cho nên bây giờ mình vẫn giữ nguyên như vậy. Dạ vâng, giữ nguyên chứ còn làm gì có ai có thể trồng ghép trồng một cái cây to lại như thế này mới vâng, được. Đẹp quá. Làm sao đan tán được. Mà qua cái giới thiệu của anh thì cặp huynh đệ này học hành và trưởng thành đúng không anh? Vâng, cũng trong hai anh em đều trưởng thành, đều trưởng con thành. Cái đều phương trưởng, rất phát triển. Cho nên là mình cũng rất là cái chân quý về những cái đã thành đạt trong gia đình mà được ví như đôi mộc là tình huynh đệ đúng không? Dạ, vâng. Cho nên là anh giữ được luôn cái nếp này chứ mình đừng có tách ra. Mà chơi được như thế này cũng rất là theo lối hay. Tức là có anh có em. Thế này thì có cái tính giáo dục rất cao. Vâng. Theo có cái là muốn được sở hữu từ những năm 2008 là khi cái phong trào chơi cây cảnh bắt đầu nở rộ thì đã theo rồi. Và đến tận năm nay mới sở hữu được. Vâng. Dòng mộc hoa vàng, 100% mộc vùng Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái là cùng dòng với nhau. Hoa dày, lá thưa, răm dày. Đẹp quá. Hoa thơm và nở rộ liên tục, đặc biệt là vào cái dịp cuối năm và đầu năm. Tôi ngắm đôi thân mộc tôi thấy đúng như người anh người em. Một người đậm hơn một chút là anh. Và thoát thân cao hơn một chút cũng là anh. Mà ngón ngắn ngón dài mà. Vâng, đúng rồi. Mà đều như nhau được. Đây gốc này đậm hơn này và thoát thân cao hơn này. Dạ vâng. Thì là người anh và đây thoát thân thấp hơn và đường kính nhỏ hơn một chút. Rất tuyệt vời. Tôi sẽ lùi ra xa để chúng ta cảm nhận một lần nữa cái bóng của đôi mộc. Đấy. Và bên này là cây bạch trà thứ hai đối xứng như tôi đã giới thiệu với các bạn ngay từ đầu. Ngoài ra còn một số một cây, những cây... Một cây có thể là cũng rất ít người biết đến. Xin thưa anh Đỗ Sinh là cây hải đường trắng. Vâng. Thế trong... ta đến gần đi anh ơi. Mỹ Ngụy ngày xưa thì có nói đến cái tướng cướp bạch hải đường thì không hiểu tại sao lại có cái tên như vậy. Nhưng mà cây này là cây đột biến gen. Hoa hải đường thì hải đường vàng, hải đường đỏ thì rất nhiều. Thế nhưng mà riêng hải đường trắng này thì gần như là có lẽ là có một vài cây, nhưng cây này là cây to nhất. Thì tôi cũng sở hữu được vào Tết, đúng vào dịp này năm ngoái. À, thế anh đón nhận từ địa phương nào đây? Cái này lấy ở giáp núi chân núi Tam Đảo nhỉ? À. Vâng. À đúng rồi, đây. Tam Đảo. Bông vâng. Bông hải đường. Lá thân cây hải đường vâng. Mà màu trắng. Ai à, đi với cái câu chuyện tướng cướp bạch hải đường đây. Vâng. Không hiểu sao xưa lại đặt tên là tướng cướp bạch hải đường thì chưa hiểu, hay là có hoa từ ngày đó rồi cũng nên. Vâng. À, ngoài ra thì nói đến những cây hoa, vườn anh Bùi Dũng còn rất nhiều những cây mẫu đơn. Những cây mẫu đơn khóm, những cây thân cốt một đều là những cây lớn và có giá trị. Đấy, cây ổi đấy anh, bao nhiêu năm đấy. Cây ổi đây, cây ổi... Vâng. Cây ổi dáng đổ. Và cây ổi tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái cuốn video sau. Chúng ta xuống khu trung tâm vườn cảnh thì một số những cái gốc mộc nữa cũng rất là đẹp đây. Cặp mộc này thì nó có cái điều đặc biệt là cả một cây lấy ở Tuyên Quang, một cây này thì lấy ở Tam Đảo. Vâng. Vâng, vùng Tam Đảo. Giáp cũng gần giáp với Tuyên Quang. Đấy cũng được vài năm rồi. Cây này thì thoát thân còn được khoảng chừng hiện nay chính xác là thoát thân là 80. Đấy, 80 85. Đấy là thoát thân. Cây này già lắm. Cái đường kính gốc hay là gọi là các hay dân chơi hay gọi là vanh. Vanh thì được khoảng 54. 54 là cây. 18 cm. Dạ vâng. Cây kia là cây hồng trà. Để không, đấy là thâm hồng bát diện, cây đấy là cây rất quý. Đây là một cái kỷ niệm mà tôi đi mua cây trà này sau hàng năm trời đều không mua được của nhà dân vì người ta đánh tháo, không phải vì tiền, có lẽ không hẳn vì tiền mà người ta tiếc. Cái cây này thì nếu mà các bạn chơi nhìn cái gốc thì thấy các cái nu của nó. Cái nó lên nu vì đây nó là
là của ông cụ từ ngày xưa, và nó là chiết ra các cành trà để chuyển đi các vùng, ví dụ như về về Nam Định, về Thái Bình, về các nơi mà hay làm cây. Thì cây Vâng. này nó nằm tại Thanh Thủy Được nhân giống ở Đà từ cây Nẵng, này ra. và đây là cây thâm hồng bát diện dòng chuẩn Đẹp quá nhỉ. tám tâm tám nhụy. Thâm hồng. Thâm hồng bát diện, Bát diện à? vâng ạ, À. nghĩa là hoa có 8 bông trong một bông hoa và có nhụy. À, chúng ta đi nhiều nơi, đến nhiều chốn, được tận hưởng thưởng thức nhiều những cái dòng cây quý mà bây giờ mới được gặp. Phải nói là tuyệt vời thật. Vâng, và ở vị trí này tôi thấy anh Bùi Dũng còn có một cây trà rất là đặc Có biệt. lẽ là anh cũng chưa phát hiện ra vì nó cái ra dòng này nó ra hoa hơi muộn. Đây là cây hồng trà bà hay gọi là hồng trà. Mà đây là giống trà rất quý, hồng trà trà cung đình, và nó ở điểm quý ở đây là vừa cổ và được cái điểm thoát thân. Đây là do cũng ra Tết rồi sẽ lên chậu, thì các anh ở thợ đắp ở Thái Bình cũng lên đắp giúp để chuẩn bị lên chậu. Và cây này thì ra hoa muộn hơn. Và nó là một giống trà quý nhất trong trà hồng, đó là trà cung đình. Vâng. Rất tiếc là hôm trước thì có ra mấy bông hoa, nhưng cái trà này thì thường là sau Tết mới nở hoa, và tôi có vặt bớt nụ đi để cho nó khỏe cây để chuẩn bị thay chậu, nên là các anh chị và quý vị cũng thông cảm là không nhìn thấy hoa. Vâng. Trà cung đình. Và cái này thì gốc thoát thân 1 mét bởi vì nó còn nằm bên dưới nữa, đang dâm tạm thì ra Tết thì lên chậu. Cái vanh gốc của nó cũng trên 50, khoảng độ 55. Vâng. À, đến thời lượng này Đỗ Sinh cũng kết thúc cuốn video ở đây. Qua cái nội dung mà anh Bùi Dũng cùng với Đỗ Sinh có những cái hình ảnh và những lời tâm sự của anh Bùi Dũng về cái lối chơi cặp đối xứng. Đỗ Sinh đi rất nhiều nơi rồi, gặp nhiều những cái cây mộc cũng như là những cây hoa trà. Nhưng mà đối với cái chơi đối xứng và đối những cặp trà như thế này thì quả thực là tôi gặp rất ít. Tôi khẳng định là cặp bạch trà và được đối xứng với cặp mộc là Mong một rằng trong những cái cặp mà rất là đẹp, trong đẹp nhất trong khu vực đấy. tôi là người rất là đam mê về các cây hoa, mong rằng là qua cuốn video của anh Đỗ Sinh thì các quý vị, các anh chị và các bạn nếu có biết được thì chúng ta vẫn có thể giao lưu bằng cách là các anh chị có thể có thì nhường lại cho tôi để tôi chơi, hoặc là cũng chúng ta có thể giao lưu với nhau. Vì nó phải có giao lưu thì chúng ta ngoài cái việc gần gũi rồi nó mới sôi động, nhiều người biết đến thì lúc đó nó mới phổ biến và mọi người đều hiểu biết về những cái dòng hoa quý của Việt Nam mình mà các cụ, các cha ông ấy đã chơi từ ngày xưa. Thường có câu là vua thì chơi lan, quan chơi trà, rồi mộc là đều nằm trong những nhà quý phái. Ý đây không phải nói tôi nói là mình quý phái, mà nói rằng là mình hưởng được cái lộc và cái sự tinh tế, tế nhị của các cụ ngày xưa để lại. Vâng. Xin thương anh Đỗ Sinh như vậy. À, cảm ơn anh. À, số điện thoại của anh Bùi Dũng, Đỗ Sinh cũng đăng tải trên màn hình ở những phút đầu và phút cuối. À, bây giờ Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng tôi chuyển tiếp hai cuốn sau đến với vườn cảnh anh Bùi Dũng, từ những cái cây cảnh nghệ thuật đặc biệt, tôi sẽ chia sẻ với các bạn.